Tàu thuyền hoạt động trong cái vùng mà chúng tôi gọi là vùng nguy hiểm của cơn bão số 1 này, và với cái tác động mà cơn bão số 1 gây ra thì nó được đánh giá cái mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi đánh giá là hầu khắp cái tàu thuyền ở trên khu vực Bắc Biển Đông, nơi mà cái hoàn lưu của bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp, cũng như khu vực giữa và Nam Biển Đông, nơi mà có gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh với cường độ gió mùa Tây Nam ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, cũng như khu vực biển Bình Thuận, Cà Mau, vùng biển huyện đảo Trường Sa có khả năng mạnh lên tới cấp 6, có nơi cấp 7, thì cái tác động đến cái tàu thuyền trên biển là rất lớn. Thưa ông, thì với cái bão số 1 được cho là cơn bão mạnh trên Biển Đông, và theo đó các phương tiện trên biển thì cần phải đề phòng và ứng phó ra sao ạ? Vâng, chúng ta đầu tiên với những cái phương tiện trên biển thì chúng tôi cũng đã xác định những cái vùng thời tiết nguy hiểm, và đó là những cái vùng thời tiết nguy hiểm trong 24, trong cái 48 và thậm chí là 72 tiếng, và tàu thuyền thì không nên đi vào cái vùng nguy hiểm này, và trong cái vùng nguy hiểm thì tìm nơi trú tránh hoặc là neo đậu hoặc đi ra khỏi vùng nguy hiểm. Và với cái diễn biến của cơn bão, chúng tôi cũng đã vẽ lên trên cái bản đồ trên cái hệ thống website của chúng tôi, thì cũng xin lưu ý với tất cả các khán giả, đó là cái đường đi của trên cái website chúng tôi vẽ trên cái website, đó là cái đường đi mà có khả năng ra là cao nhất, chứ không phải là đường đi chính xác hẳn như vậy. Và cái xác suất của cái đường đi như vậy nó khoảng từ 70%, và vẫn có những cái kịch bản khác là có khả năng nó, nhưng mà trên cái đường đi nó chưa được thể hiện hết. Xin ông cho biết thì theo nhận định hoàn lưu bão số 1 sẽ tác động ra sao đến thời tiết trên biển cũng như trên đất liền của nước ta? Vâng, với trên biển thì hiện tại bão số 1 đang ở trên khu vực phía Bắc của Biển Đông, và với nó sẽ tác động trực tiếp đến cái khu vực Bắc Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Và dưới tác động của cái cơn bão số 1 thì khu vực phía Bắc của Biển Đông trong đêm nay và ngày mai là ngày 30 và ngày 1 tháng 7 sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9. Sau đó cùng với cái diễn biến của cơn bão số 1 nó sẽ mạnh lên cấp 9, cấp 10, thì cái vùng khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9 và vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10 và giật cấp 11, cấp 12. Và ngoài ra chúng tôi cũng lưu ý là có khả năng là cái cơn bão số 1 nó có khả năng nó tác động trực tiếp đến cái khu vực biển Vịnh Bắc Bộ. Và chúng tôi cũng lưu ý là khu vực Vịnh Bắc Bộ ấy, mặc dù là hiện tại chưa phải là cái vùng bão tác động trực tiếp, nhưng mà cũng có khả năng xuất hiện những cái cụm mây đối lưu ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng gây ra cái hiện tượng lốc xoáy và gió giật ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Và cũng như là đề cập trước thì khu vực giữa và Nam Biển Đông cũng như vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau đang là cái vùng mà có gió Tây Nam hoạt động mạnh, thì các khu vực này cũng có gió mạnh, sóng cao và nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật cũng ở cái mức rất cao. Thưa ông, thì vấn đề là trên đất liền chúng ta cũng cần phải đề phòng với trường hợp bão số 1 là như thế nào không ạ? Về như tôi đã nói thì cái đường đi mà chúng ta vẽ lên trên hệ thống website cũng chỉ là một cái xác cái khả năng cao nhất mà chúng tôi dự tính. Và chúng tôi cũng có một cái kịch bản nữa, đó là khả năng mà bão nó sẽ đi men theo cái khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc. Như vậy thì chúng ta trong những ngày tới chúng ta tiếp tục phải theo dõi sát những cái thông tin dự báo mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng như Tổng cục Khí tượng Thủy văn đưa ra. Và nhận định của chúng tôi thì trong với cái diễn biến như vậy thì khả năng là trong những ngày đầu tháng 7 ở trên đất liền thì có khả năng xuất hiện những cái đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc Trung Bộ. Và với cái diễn biến mưa nó kéo dài trong những ngày đầu tháng 7, chúng tôi cảnh báo về cái hiện tượng nguy cơ xảy ra cái hiện tượng ngập úng, lũ quét và trượt lở đất ở khu vực vùng núi và Trung Du, cũng như ở của Bắc Bộ, cũng như khu vực phía Tây của Thanh Hóa và Nghệ An. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông.